29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Diễn viên thoát xác gái xấu nhờ đóng phim Vương Gia Vệ. Tân Chỉ Lôi từng bị khán giả chê ngoại hình, nhưng khi đóng phim Vương Gia Vệ lại cuốn hút khán giả. Phồn Hoa là phim truyền hình đầu tiên Vương Gia Vệ chỉ đạo kiêm vai trò nhà sản xuất, ra mắt hôm 27 tháng 12 năm 2023. Một trong chủ đề được thảo luận nhiều nhất quanh tác phẩm là nữ chính Tân Chỉ Lôi. Cụm từ khóa Vương Gia Vệ ghi hình ảnh để đời cho Tân Chỉ Lôi vào top chủ đề nổi bật trên Weibo, được hàng chục nghìn khán giả đồng tình. Khi bấm máy năm 2020, Tân Chỉ Lôi bị nhiều người gọi là nữ chính xấu nhất trong phim Vương Gia Vệ. Bấy giờ, trong ấn tượng của không ít khán giả, Tân Chỉ Lôi gương mặt thô, môi quá dày, luống tuổi. Tuy nhiên, trong Phồn Hoa, cô được khen toát lên vẻ kiêu sa, nét đẹp riêng biệt, khó trộn lẫn với bất kỳ ai. Trên GTL, Tân Chỉ Lôi nói bản thân cô cũng bất ngờ vì diện mạo trên phim. Tôi nghĩ Phồn Hoa chính là hình ảnh đẹp nhất về tôi trong cuộc đời. Nhờ bộ phim, tôi mới ý thức được mình có thể đẹp như thế. Trước đây tôi không đánh giá cao vẻ ngoài của mình, xem phim có lúc tôi còn không dám tin, đây là tôi ư, Tân Chỉ Lôi nói. Diễn viên cho biết quay phim của Vương Gia Vệ không phải điều dễ dàng, đạo diễn nhào nặn cô thành một con người khác. Trước khi ghi hình 2 năm, cô phải học nhảy Latin, tango và một số thể loại khiêu vũ khác. Lúc Tân Chỉ Lôi nghĩ học xong có thể quay phim được rồi, thì đạo diễn nói cô thiếu nữ tính, thiếu khí chất của phụ nữ Thượng Hải thập niên 1990. Tân Chỉ Lôi học thêm cách đi bộ, cách nói chuyện, cách biểu đạt cảm xúc qua ánh mắt. Trên trường quay, Vương Gia Vệ nhiều lần chỉnh cách diễn của Tân Chỉ Lôi. Ở một cảnh ăn trong nhà hàng lẩu, khi cầm đũa gắp đồ ăn, Vương Gia Vệ yêu cầu Tân Chỉ Lôi dừng lại, nói với cô, em chỉ cần cầm đũa chấm một ít nước tương thôi. Cảnh này mục đích của nhân vật là bàn việc kinh doanh, chứ không phải là ăn. Em cần sang trọng và thanh lịch. Nhân vật của Tân Chỉ Lôi là Lý Lý, một phụ nữ đơn độc đến Thượng Hải mưu sinh, gây dựng được khách sạn hào nhoáng. Theo Vương Gia Vệ, Lý Lý gan dạ trên thương trường, song lại cũng đậm chất phụ nữ giang hồ, tính cách hiệp nghĩa. Lý Lý vẻ ngoài như bông mẫu đơn, lộng lẫy, kiêu sa, bên trong lại can trường như hoa mai mùa đông. Một phim truyền hình Hoa ngữ thường tốn 3 đến 6 tháng để ghi hình. Vương Gia Vệ quay Phồn Hoa trong gần 3 năm. Tân Chỉ Lôi từng 3 lần đóng máy hụt, bởi sau khi đóng máy thì Vương Gia Vệ lại yêu cầu các diễn viên ghi hình bổ sung hoặc quay lại. Tân Chỉ Lôi cảm thấy bị dây vo đến mức nghĩ có lẽ bộ phim quay cả đời chưa xong. Ghi hình lại lần thứ 4, Vương Gia Vệ mới hài lòng. Tân Chỉ Lôi thấy tiến bộ vượt bậc sau khi làm việc với Vương Gia Vệ. Cô nói, đóng Phồn Hoa tôi mới biết, hóa ra dáng đi, dáng đứng, dáng ngồi của diễn viên lại quan trọng đến vậy. Dáng vẻ bên ngoài hòa nhập nội tâm, tính cách nhân vật, làm người xem quen với nhân vật từ ngoài vào trong. Phồn Hoa chuyển thể tác phẩm cùng tên của nhà văn Kim Vũ Trừng ra mắt năm 2012, được Hiệp hội Tiểu thuyết Trung Quốc trao giải Tiểu thuyết dài hay nhất năm. Kim Vũ Trừng cũng đóng một vai. Phim lấy bối cảnh Thượng Hải, Trung Quốc thập niên 1990, khắc họa A Bảo do Hồ Ca đóng, từ cậu bé 10 tuổi tới khi làm doanh nhân. Anh từng thất bại, từng thành công, cuộc đời có lúc huy hoàng, khi bi thảm. Phim còn khắc họa chuyện tình kỳ lạ của A Bảo với các bóng hồng Thượng Hải. Vương Gia Vệ là tên tuổi lớn của điện ảnh thế giới, nổi tiếng với phong cách làm phim chậm rãi, thường mất nhiều năm thực hiện. Diễn viên không được biết trước kịch bản. Ông là nhà làm phim Hồng Kông đầu tiên đoạt đạo diễn xuất sắc tại liên hoan phim Cannes với Happy Together vào năm 1997. Vương Gia Vệ còn thành công với nhiều tác phẩm như Tâm Trạng Khi Yêu, Trùng Khánh Xâm Lâm, A Phi Chính Truyện, 2046, Nhất Đại Tông Sư. Những thông tin này đã khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt.